Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được chào thân mời đến với quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Chắc là quý vị thấy những ngày vừa qua có thể nói cái không khí sôi nổi qua những cái vấn đề bầu cử nó liên miên trải qua tất cả những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ này. Và đặc biệt nhất là tại miền Nam California thì chắc quý vị thấy không khí lại càng sôi nổi hơn nữa. Vậy thế hôm nay ngày đầu tuần chúng tôi quyết định sẽ có một cái cuộc phỏng vấn thêm một lần nữa với một ứng cử viên có thể đây là một cái khuôn mặt quen biết rất là bình dân trong cộng đồng người Việt. Và đây là lần đầu tiên anh ra ứng cử vào một cái chức vụ mà có thể nói rất là nhiều người cũng mong muốn đến, đó là giám đốc sở vệ sinh môi trường, vì đấy là một cái công việc không có liên hệ gì nhiều đến vấn đề chính trị và có thể nói để có cơ hội giúp đỡ lại cho đồng hương của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đó là anh Andy Nguyễn, xin thay mặt cho đài cảm ơn anh trở lại với đài chúng tôi, một trong những cái cơ hội mà để cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, khán giả tiếp xúc với những cái khuôn mặt mới trong cái cộng đồng này, thưa anh. Dạ, chứ anh thì xin chào quý khán giả của đài Sài Gòn Entertainment TV và anh Sài, chào anh Đoàn Trọng. Hôm nay thì thưa anh, bây giờ thì mọi người đã biết anh là một trong những ứng cử viên nặng ký chứ không phải là vừa vào một cái chức vụ là giám đốc sở vệ sinh môi trường. Thế bây giờ anh có thể nhìn lại chia sẻ với khán thính giả chúng tôi trong cái thời kỳ đầu tiên anh bước vào một cái gọi là cái công việc mới, ứng cử viên, một cái chức vụ mà anh muốn đặt cái trọng tâm của anh vào cái chức vụ đó với những cái mục đích như thế nào, thưa anh? Dạ, thì cái đầu tiên nhất là em mong muốn là cái môi trường của Little Sài Gòn của mình được lành mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái nguyện vọng của em là muốn trồng cây xanh, trồng phương vị khắp Little Sài Gòn để mà mình tạo cái phương tiện cho du khách cấp 5 cho 4 bể về đây thăm viếng. Thì cái đó cũng là mình trả ơn cho cái thành phố này và tổ quốc này. Bởi vì khi họ về đây họ thăm viếng thì họ tiêu xài, họ ăn, họ ở. Thì từ anh thợ móng tay, người cắt tóc cho tới tất cả những cái điều đều có kinh tế hết. Thì cái đó là cái mà em mong mỏi sau này sẽ thu hút được nhiều du khách và em sẽ làm nhiều hơn nữa. Và cái công việc mà quét rác nó cũng có cái ẩn nghĩa nữa anh. Thí dụ trong lòng mình nó rối bời những cái thất tình lục dục đó, mình phải quét cho nó sạch. Chứ tam nghiệp thanh tịnh thì mình sẽ được về cõi Phật. Thì mình quét đi cái thất tình lục dục, mình quét đi những cái chướng duyên. Mình là tạo nó thành một cái thuận duyên. Thuận duyên là có nghĩa là mọi người có thể thở một bầu không khí trong lành thay vì mình đang thở một bầu không khí nghẹt thở. Rồi xung quanh có những cụ già mà vào buổi trưa buổi chiều đó họ có thể đi lang thang trên bóng cây dọc trên đường bộ xa. Anh thấy cái đặc thù của văn hóa của mình nó rất là đẹp, bởi vì từ nhỏ em được học á, là muốn là một con người tốt mình phải học về những cái sách thánh hiền. Giống như là ông già em từng dạy là trước nhất ấy, là tiên học lễ học văn, con phải lễ phép với những người lớn rồi sau đó con mới học đến những cái kế hơn. Thì luôn luôn đó là ông già ông dặn là con luôn luôn hướng về phía chính nghĩa, binh vực kỹ của giúp đỡ đồng bào, là mình thấy đồng bào mình mà lam lũ khổ sở là cái lòng mình nó đau. Thì mình phải giúp, giống như cái thành phố Little Sài Gòn này nè, mình thấy cái thành phố Little Sài Gòn này á, em thấy rằng nó chỉ là một cái thể xác thôi mà không có hồn, không có linh hồn. Không có linh hồn, bởi vì sao? Mình nhìn á, trên cao nhìn xuống là nó một đồng trống anh. Không có cây cối gì hết, rất là nóng khi mùa hè.
và thậm chí cả những cái ngày Tết á, mà mình đi diễn hành á, nó cũng rất là nóng bởi vì nó thiếu cây xanh. Thì cái ước mơ của em đã mở cộng đồng này là hơn 40 năm rồi. Cứ mỗi ngày em chạy trên con đường đó là em tự mình visualize, có nghĩa là mình mường tượng đến cái thành phố này sẽ có một ngày phượng vĩ khắp Busa luôn. Nó mọc đầy từ cái đường Newland cho tới đó, anh thấy không? Từ Newland cho tới đường Brookes. Rồi xong đó em sẽ về Việt Nam, em nấn những cái tượng như là chùa Thiên Mụ, chùa Một Cột á. Em để vòng vòng trên cái con lương của Busa Avenue của mình mà không trồng được cây. Thì em tạo thành một cái nơi thắng cảnh mà sau này sẽ là nổi tiếng cả thế giới. Thế thưa anh Andy Nguyễn, vừa rồi anh mới trình bày cho khán thính giả chúng tôi những cái điều mà chúng tôi tạm gọi là tích cực. Thế xin phép anh, với tư cách là một người ở trong cái ngành nghề báo chí này, thì anh cho phép tôi có những cái câu hỏi thực tế với anh. Trước khi tôi hỏi anh, tôi xin lỗi anh trước. Thì nghe những điều anh is over and over, rất nhiều người nói về những cái tốt trước khi vào tranh cử. Nhưng xin lỗi anh, đi vào thực tế thì chúng tôi muốn hỏi rằng với cái chức vụ giám đốc sở vệ sinh môi trường, anh có đem lại cái benefit gì cho cá nhân anh, cho gia đình anh? Anh có lợi dụng cái chức vụ này để anh có thể quảng cáo làm thêm cho cái sự nghiệp của anh? Vì tôi biết anh là một doanh nhân ở đây, anh là người có một cái xưởng sửa xe cũng như buôn bán xe hơi, thì cái điều này cũng là một cái điều mà chúng tôi muốn hỏi anh thôi. Và đồng thời nữa là chúng tôi muốn nghĩ rằng anh có đặt cái quyền lợi của những người anh sẽ phục vụ cho họ, hay là anh lợi dụng cái quyền lợi những người đó để đặt vào cái chức vụ của anh trong những ngày tháng tới đây thật? Thật ra em từ lúc 5 tuổi em đã được ảnh hưởng bởi cái nền giáo dục của Phật giáo. Có nghĩa là mình phải làm sao mình giảm đi cái tham sân si, mình diệt bớt cái tham độc của mình. Rồi tất cả những cái đồng tiền mình kiếm được á, mình chi 1/4 cho xã hội và cho những cái nơi tôn nghiêm. Thí dụ như là cái công ty của em làm mỗi một năm, thí dụ đi, là em làm tới cả triệu bạc một năm. Cái là cái thí dụ thôi. Thì 250.000 em đã đi vào công tác từ thiện và giúp cho những chùa chiền ở đây và ở quê nhà. Thậm chí cả là xây những cái cầu mà nơi đồng bằng sông Cửu Long. Và làm những cái lễ lớn như là rằm tháng 7 cúng dường trai tăng, rồi đại khái như em làm rất là nhiều. Nhưng mà những gì em làm rất nhiều á là không phải để khoe khoang, mà ý em nói rằng á, cái cuộc đời đó nó vô thường lắm anh. Tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, cái cơn gió vô thường nó thổi một cái là anh bay hết rồi. Thành ra khi anh bay đi á, anh để được gì cho đời này? Thì mình phải để cho cộng đồng mình một vàng cây phụng vĩ. Những cái di tích lịch sử của Việt Nam mình đem qua đây. Nét đặc thù văn hóa mình đem qua đây. Cảm ơn anh khi anh đưa ra những cái nhận định về có thể nói là một cái bức hình của anh thể hiện. Nhưng anh bên cạnh đó là một cái chức vụ nó đòi hỏi anh cần có phải những cái sự research, nghiên cứu, rồi những sự cái learning, học tập về cái cách nào để cho cái thành phố, cái sở vệ sinh của anh nó đạt được cái mức khả quan. Thế thì anh nghĩ với cái khả năng của anh bây giờ, anh có thể làm được công việc đó? Ví dụ như anh hội họp, người ta trao đổi bằng Anh ngữ, đưa ra những cái tài liệu như vậy. Tại vì tôi thấy hiện nay có một cái dấu hiệu cho thấy có nhiều cái vị đại diện mà không tham khảo cho kỹ, không đọc cho kỹ, không có gì hết trơn trọi. Cứ nghĩ rằng cứ cờ vàng với là cứ thế này, thế nọ, thế kia lại. Thành xin lỗi anh trước, tôi muốn hỏi anh có nhận xét lại có đủ khả năng để vào hội họp trong những cái một cái phiên họp mà có tính cách cho quần chúng hay không thưa anh? Thì theo cái quá trình của em học đó thì em qua đây là em học lại lớp 9 rồi. Lớp 9 high school của nước Mỹ rồi. Rồi bắt đầu tối em sẽ học qua những cái môn kế là học thêm. Rồi em làm cũng cực lực lắm. Tại vì chỉ có hai anh em nơi đất người thôi. Thành ra là mình phải dấn thân. Thì cái vấn đề ngôn ngữ, vấn đề tiếng Anh này nọ đối với em cũng không thành vấn đề. Và Đạo Phật có dạy một câu rằng là mình làm bất cứ một cái gì, mình phải là văn tư tu. Có nghĩa là mình phải nghiên cứu kỹ lưỡng, mình tư duy, rồi sau đó mình thực hành. Thì giống như cái phường vĩ mà em trồng, em research á, là em thấy rằng á, là có nhiều người trồng bị chết. Bởi vì họ không trồng vào cái mùa xuân, mà họ lại trồng vào mùa đông. Thì cái phượng vĩ là cái loại cây mà nó nằm ở miền nhiệt đới như là quê hương của mình rất là nhiều. Thì nó chịu hơi nóng. Thành ra là nếu mà mình trồng vào những cái mùa xuân á, thì phượng vĩ nó sẽ đơm qua kết trái, nó sẽ bấu rễ vào. Thì sau này á, là người Việt Nam mình, không phải chỉ cá nhân em, mà thế hệ con em và thế hệ cháu, nó sẽ được hưởng cái phong cảnh đẹp đó. Mà nó là hữu tình nữa, mà nó lại là một cái đặc thù. Thành ra nó rất là lợi ích. Mà em được có nhiều cái phương pháp để làm hết. Vâng.
Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên qua cái chương trình truyền hình hôm nay, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ những nghị viên trẻ. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả những ứng cử viên, tất cả những gọi người mà có thể thay thế lớp đằng trước đã đi qua trong một cái khoảng 50 năm khi cộng đồng người Việt chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ. Và bây giờ sau nửa thế kỷ tới, việc trước tiên chúng ta không quên ơn những người tiền bối, những người lớn đã có một cái phần nào đóng góp cho cái sự trưởng thành của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Chúng tôi không nói đến vấn đề tốt xấu như thế nào, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải cảm ơn những người đi trước. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi, bởi thế chương trình hôm nay có mặt những cái ứng cử viên trẻ và mới. Mục đích của chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tất cả những cái người trẻ để họ hy vọng với một cái nền văn hóa được đào tạo ở đây, một cái hấp thụ một cái lối sống ở đây và một cái lối kinh doanh kinh tế ở đây, họ có thể hội nhập cái môi trường này đầy đủ nhẹ nhàng hơn để có thể giúp cho người Việt chúng ta có điều kiện. Và đó là lý do chúng tôi mời Andy Nguyễn đến đây để chia sẻ quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Và trở lại với ứng cử viên Andy Nguyễn vào cái chức vụ là Giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường. Thế thưa anh Andy, khi tất cả những cử tri chưa biết về anh, tất cả những cử tri chưa hiểu được gì về một Andy Nguyễn. Thật thực tế là anh đã gắn liền với cộng đồng này rất lâu, nhưng mà chắc anh cũng biết cử tri thì gồm nhiều cái gọi là ngành nghề khác nhau ở đây, nhiều cái góc độ khác nhau. Thế cái điều anh muốn nói đến cử tri về anh thì như thế nào nè? Thật ra thì em ở đây cũng hơn 40 năm rồi. Dạ. Thì em gắn bó nhiều cái công tác từ thiện ở trong cộng đồng. Dạ. Và em có những cái chuyến đi xa về Việt Nam, thí dụ như là em giúp cho những cái nhóm người mà bị SIDA giai đoạn cuối đó. À. Cùng Đức cha Nguyễn Thế Hợp. Ồ, Đức cha địa phận Vinh đó phải không? Dạ, địa phận Vinh đó, dạ, ở Củ Chi. Ồ. Tại vì khi cái giai đoạn cuối đó là họ đẩy những người bệnh đó đang ngoài Củ Chi hết. À. Thì nơi đó rất là đau buồn anh, nơi đó là họ không có một cái chỗ nơi để mà ở, thậm chí không có một cái nhà để nguyện, mà họ dùng ba cái nhà lá này khi mà mùa mưa ướt hết. Dạ. Thì hai vợ chồng em đã dấn thân vào ở trong đó để mà giúp. Thì Đức cha cũng mong mỏi rằng là tiếp tục giúp, rồi muốn là hình ảnh để lại cho đời là tên tuổi. Em nói không, con làm vì nhân đạo thôi, con không muốn tên tuổi gì hết. Yeah. Rồi em đi ra Bình Định thì em lại giúp cho những cái hội người cựu binh Bình Định á. Và em cũng giúp cho họ là để cho họ có một cái tinh thần. Bởi vì nó quý vị đang ở trong cái hoàn cảnh này là vì do cái quá khứ quý vị tạo cái nghiệp. Thành ra bây giờ quý vị gánh cái quả này thì quý vị gán để mà mình tu tập để sau này mình thoát cái cảnh đó. Rồi mình làm rất là nhiều. Rồi trong cộng đồng người Việt ở đây, tất cả những chùa chiền là quý thầy quý sư cô đều biết em hết anh. Rồi khách của em cũng đông lắm. Thế thì bây giờ có hình ảnh cụ thể nào mà anh có thể giới thiệu về anh với qua cái cử tri, vì ngày bầu cử nó sắp đến rồi. Tôi muốn có cái cử tri có những hình ảnh của những cái đó, những cái công việc làm của những người đó để thấy được và họ có thể tín nhiệm và sử dụng cái lá phiếu của họ thôi anh. Thì nhờ anh cameraman phóng lên cái ý tưởng của em là mình chuyển qua cái khu bô sa từ một cái thung lũng mà nóng, đồng trống nóng, thì bây giờ nó sẽ có một phượng vĩ nó đi dọc theo hai bên đường, và sau này là sẽ tạo thêm một cái khách du lịch khắp mọi nơi. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ. Trên 30 năm qua, Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức Giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát
trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster, cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Wow, cảm ơn anh Andy. Như vậy là anh là có một cái business ở đây. Cái business của anh thì đặc biệt về cái vấn đề gì nhiều nhất thưa anh Andy? Dạ thưa em là mua bán xe và sửa xe. Có nghĩa là em làm cái nghề này là những nhà băng ấy mà họ repo xe đó. Dạ vâng. Thì em là danh sách đầu tiên mà họ kêu em tới. Thì em mua lại tất cả những xe đó, rồi nếu mà nó chạy chỗ hay là cần cái bảo trì gì đó thì là em sẽ bảo trì rồi sau em ship đi. Ship đi qua từng tiểu bang khác. Ví dụ nói em thì tao cần chiếc xe này màu này màu này, cần 20 chiếc với cái mileage này, thì em sẽ đi lên trên nhà băng em mua repo lại rồi cho một đội ngũ nhân viên họ sửa rồi em ship đi. Rồi cũng một phần nữa là em bán cho những người quen, bà con họ hàng rồi đó. Rồi khi họ bị cọ quẹt thì tụi em cũng bảo trì, khi họ cần thay nhớt làm thắng này nọ đó thì em cũng bảo trì. Tất nhiên là anh là nghề sửa chữa xe hơi luôn, tổng quát hết. Như vậy anh gắn liền với cái nghề này cỡ bao lâu rồi? Em bắt đầu làm từ thập niên 80. 80 đến bây giờ hả? Dạ, từ thập niên 80. Là thời đó là xe nó không phải như vậy đâu. Xe đó tàn là xe bằng tay lái cứng không à. Rồi đó là em xài em sửa mấy xe Pinto rồi đó. Nếu mà anh đi vào thập niên 80 đúng rồi, Pinto tôi đã thấy ở bên Việt Nam thời kỳ năm 75 rồi, Oldsmobile, Cutlass Supreme rồi đó. Là những cái loại xe đó, với lại Chevy Nova rồi đó. Là những loại xe đó không có tay lái tự động, rất là nặng. Thành ra khi mà mình lái là mình phải có commercial. Rồi dần dần họ mới cải tiến lên nhiều. Thế thì những người cùng với anh xây dựng một cái business với tính cách gia đình của anh, thì cái phía gia đình anh có đóng góp vào cái công việc của anh hiện nay hay không? Dạ, toàn thể gia đình đều giúp hết anh. Dạ. Dạ, từ con cái cho tới em ruột thì nó là đều đóng góp trong cái đó. Và cái tiệm của em là subcontract cho những cái chỗ khác nữa anh. Là cũng như là tạo được nhiều công việc làm cho. Thế tiền thể anh có thể giới thiệu về cá nhân anh, thì qua những cái lời trình bày của anh vừa nãy thì chúng tôi cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng bây giờ thì chúng tôi muốn nghe anh nói về gia đình của anh và tất cả những thành viên trong gia đình của anh hiện nay như thế nào. Thì em có một đứa con trai lớn, thì nó đã học cái bằng BS ở được cái bằng 4 năm đại học. Bachelor đó. Dạ, bachelor degree. Dạ. Rồi xong rồi anh chàng ta đi vào lính. Đi phục vụ trong quân đội hả? Dạ. Rồi bây giờ anh chàng ta là đang học về Master Architecture. Còn đứa con kế thì học về Mechanical. Thì bây giờ cũng là làm cho hãng Tesla là Manager về Service. Còn một đứa con gái nữa thì là cô giáo. Như vậy là anh có ba người tất cả, gia đình có ba người, hai người con trai, người con gái. Cộng hai vợ chồng nữa là ngũ hành. Hai vợ chồng anh là hiện nay đang điều hành cái gọi là cái business của anh phải không? Tôi xin lỗi anh, hỏi thật anh cái này, tại vì nhiều người cũng rất để muốn đề cập đến cái vấn đề cá nhân của ứng cử viên. Thế thì anh nghĩ anh đang có cái business như vậy, anh vào cái chức vụ này, nó có đem lại cái lợi ích gọi là vấn đề tài chính cho anh thực tế không, hay là nó làm cho anh tốn thì giờ? Thật sự nếu mà vì lợi ích á, em cần gì phải vô đây anh. Dạ bà. Bởi vì em làm lương quá trời nhiều mà trong đây. Trong đây chỉ là tính cách giống như là mình làm với cái tấm lòng thôi. Mình muốn dấn thân để mình để đời những cái tác phẩm nào đó, để sau này con cháu mình cùng hãnh diện nó. Ngày xưa cha tôi còn sống, cha tôi đã làm cái đó. Và mình để đời được những cái tác phẩm mà người đời người ta vẫn nhớ đến mình. Nếu mà mình không thể lưu danh muôn thở thì đừng lưu xuống muôn đời. Anh thấy không, Tào Tháo tới bây giờ đã mất lâu lắm rồi. Nhưng mỗi lần mà người ta bị này nọ kia là người ta nói Tào Tháo rượt này nọ kia. Thành ra là người trí không làm chuyện đó anh. Vâng, kính thưa quý vị, lại nhiên chúng tôi đề cập đến tất cả những ứng cử viên hiện nay thì chắc là quý vị biết việc trước tiên, lẽ nhiên trong cái môi trường nào chúng ta cần có một cái sự tận tâm và cái tâm của mình trước tiên cái đã. Và hiện nay cái tình trạng đó gây nên một vài cái vấn đề gọi là xáo trộn trong cái cộng đồng này. Chúng tôi không phải đưa ra như vậy để chỉ trích ai, nhưng mà chắc là một vài người nào đó dấn thân vào một cái vụ việc mà có thể chỉ nghĩ đến cá nhân mình, thì chắc là đó là một cái sự kiện mà cộng đồng người Việt chúng ta có thể nói bị mang tiếng rất nhiều. Vậy thế hôm nay chúng tôi muốn tìm hiểu tất cả những ứng cử viên và có thể để họ dưới những cái lăng kính hiển vi để quý vị có cái điều kiện nhận định và quý vị đầu tư vào cái người đó như thế nào, vì chúng ta trong quá khứ có thể đã đầu tư vào một vài người mà có thể đưa đến cái tình trạng hỗn độn ngày hôm nay. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua
phóng sự cộng đồng đầu tuần, và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giây lát để chúng tôi có thể nghe được tất cả những cái chuyện gì và những cái phương hướng như thế nào đối với một ứng cử viên cho chức vụ giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường. Chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Gương Sâm Premium độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm Gương Sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta chỉ vỏn vẹn còn có khoảng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng 24 ngày nữa thôi là chúng ta sửa soạn bước vào một cái giai đoạn mới, một cái thập niên mới với tất cả những cái sự thay đổi trên toàn thế giới và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Đứng nhìn xa thì chúng ta thấy về phía ứng cử viên Donald Trump cũng giống như Kamala Harris đang vận động những ngày giờ cuối cùng để có thể làm sao để đem lại cái chiến thắng cho cá nhân mình và cho đảng phái mình. Và ở đây thì chúng ta đối diện với tất cả những cái cuộc tranh cử của những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng giống như người bản xứ, và chúng ta đều coi nhau như là những công dân của Hoa Kỳ với có một cái trách nhiệm làm sao giữ vững được cái quốc gia Hoa Kỳ này có thể càng ngày càng thăng tiến. Vậy thì chúng ta ở lại những cái chức vụ có thể nói ở tại hạ tầng cơ sở, nhưng cái điều này cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng. Bởi thế chúng tôi có cái cuộc phỏng vấn với những người trẻ, với những người mà có thể nói rằng chưa bao giờ gắn liền với cái sân khấu chính trị này. Thế thì thưa anh Andy, lại nhiên rất buồn khi hỏi anh câu hỏi này, là vì ngày nay chắc anh thấy những cái sự kiện mà có thể nói diễn ra liên tục trong cái cộng đồng người Việt này. Thế anh đi vận động bầu cử, anh nói gì với những người ở trong cái khu vực mà sẽ bầu cho anh? Anh nói cái gì với họ? Anh gặp những cái đối tượng như thế nào nè? Thì trên cuộc đời mà anh có, trên cuộc đời nó có vui phải có buồn, có thương phải có ghét, có hên phải có xui, thì mình phải chấp nhận thôi. Được. Bởi vì Đức Phật nói nó rõ mà, đó là cuộc đời nó có trùng trùng cái duyên, cái nhân duyên. Thì cái bản thân của em á, thì may mắn là cả cuộc đời của tụi em và chồng em, gia đình em đều tạo những cái nhân duyên lành hết. Vâng. Thành ra là mình ít có bị ai chống đối lắm. Và thậm chí cái thời đi học cũng vậy, là lúc nào mình cũng giúp đỡ những học sinh mà họ yếu kém á. Mình không hề khinh bỉ họ, lúc nào cũng thương yêu họ. Rồi có những cái thành phần như là họ ghét mình bởi vì mình quá tài giỏi. Thì mình không có dùng cái tài giỏi để mà mình kiêu ngạo, mà lúc nào mình cũng khiêm hạ. Và lúc nào mình cũng là luôn quan sát với mình, không nói lỗi của người, là cầu cho người bớt lỗi. Thì em mới nói ok, giờ tôi giúp cho bạn. Thì mình dùng cái đức của mình, dùng cái tâm lòng của mình, mình giúp cho họ được thành công, thì họ lúc nào cũng thương mình hết. Thành ra người xưa có nói một câu rằng là lấy quán chảo quán thì không bao giờ hết, mà lấy đức báo quán thì quán sẽ hết. Thì tất cả những cái cuộc đời này mình làm gì, mình hiểu được cái chữ đức ấy, thì nó rất quan trọng. Thế giống như người xưa nói một câu là thiếu đức độ ngôi cao là họa, thiếu trí tuệ mưu sự khó thành. Thành ra cái đức độ là cái quan trọng nhất đó anh. Được. Là mình vào cuộc đời này mình lúc nào mình cũng phải dấn thân, mình giúp đỡ người, dù rằng có kẻ thương người ghét mình cũng không có bận tâm. Vâng. Dạ. Thế thưa anh, trở lại cụ thể nhất là cái chức vụ giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường trong tương lai, anh sẽ là một thành viên nếu anh đắc cử. Thì cái điều anh muốn hứa với độc giả, với xin lỗi, với khán thính giả hôm nay này, là anh sẽ có những cái cử chỉ gì, những cái lời nói gì, những cái hành động cụ thể như thế nào đối với tất cả những người họ đã tín nhiệm anh vào cái chức vụ này? Thì chắc chắn rồi, bởi vì nhất ngôn cái sức tứ mã năng tri mà. Mình đã hứa với cộng đồng của mình là mình sẽ làm cho cái môi trường sạch và trồng phượng vĩ khắp Bô Sa. Vâng. Là điều đó em sẽ thực hiện. Thì ra là không có bao giờ mà những gì mà em hứa mà em không làm hết. Vâng. Tại vì mình đã được giáo dục từ nhỏ, cái đức dục nó quan trọng lắm anh. Vâng. Tại vì cái đất nước của mình, cái văn hóa của mình là không dạy người ta kiếm tiền đâu, mà dạy người ta đức dục, dạy người ta làm một cái con người quân tử. Thành ra là nếu mà là quân tử thì không thể nào mình làm những chuyện sai trái được.
Thế thì thưa anh, khi anh nói đến quân tử, liệu anh hội nhập vào trong cái những thành phần mà điều hành cái sở giám đốc vệ sinh môi trường này, anh có thể gắn liền với họ được hay là chia năm bẻ bảy ra người này thế này, người này thế nọ, mà cái tình trạng nó đã cụ thể diễn ra rất nhiều ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Anh đi anh gặp người bản xứ họ nói như thế nào lúc này thì chắc anh cũng đã biết rồi, dạ, phải không? Thì em cuối tuần thì hai vợ chồng em đều đi từng nhà. Dạ vâng. Tại vì tụi em là muốn dấn thân mà. Muốn đi từng nhà thì từng nhà đó là em có tiếp xúc về cộng đồng Mỹ nè, cộng đồng Nhật nè, cộng đồng người Hoa nè, cộng đồng người Mỹ trắng nè, cộng đồng Mỹ đen luôn nữa. Vâng. Thì cũng có những cái buồn là bởi vì em đi vào một cái cộng đồng Mỹ trắng đó thì họ có vẻ như họ khinh thiệt mình. Họ nói bọn mày là cái bọn nó nói nặng, rất là nặng anh. Nó nói bọn mày là cái bọn hối lộ, bọn mày là bọn Việt cộng. Mày đến đây làm cái gì? Dạ. Thế thì anh trả lời họ sao? Em nói một câu, sir, I am different. Anh là người khác. Em là một người khác. Thí dụ như cái odd mà mình step vô, tao với mày đều đạp cùng một cái trái đất và đội cùng một bầu trời, thở cùng một bầu không khí. Thì cái nhiệm vụ của tôi là làm sao làm sạch cái bầu không khí, làm sạch cái quả trái đất này. Tôi không có dính dáng gì politics cả. Thì ông mới nói là cái dân của tụi bay toàn là cash không à, không có đấu thế gì hết. Nó nói, sir, you wrong. Cái body shop của tao làm AAA, 21st Century Farmer All-Stack, đều họ trả đi bằng check hết. Không hề có cash. Và tôi đóng thế đàng hoàng, là một người công dân, tôi đóng thế đàng hoàng, tôi không có trốn thế. Dạ. Đóng mà đóng cái thế, cái tiền thế em đóng là muốn trốn mặt luôn. Dạ. Thành ra là người ta đóng 3 tháng một lần, em đóng hàng tháng đó anh. Dạ vâng. Dạ. Thành ra là em vẫn hãnh diện rằng là mình không có làm gì mà tổn thương đến cái thành phố này. Vâng. Thế thì bây giờ anh nhìn thẳng ống kính truyền hình nè, hôm nay anh muốn hứa với tất cả và anh nói với tất cả cử tri tin tưởng anh không phải là một trong những người mà có thể nói để cho cái cộng đồng bản xứ này nó có những cái ấn tượng không tốt về người mình qua những cái quá khứ anh đã làm. Anh chưa bao giờ có đụng chạm đến một cái vấn đề gì mà có thể nó gây tai tiếng trong cái vấn đề mà những người bản xứ họ nói vừa mới nêu ra, phải không thưa anh? Dạ đúng anh. Tại vì trong quá khứ em làm ba mươi mấy năm rồi, em có khách hàng Philippines nè, khách hàng Đại Hàn nè, khách hàng người Nhật nè, khách hàng Pháp và khách hàng Liên Xô và khách hàng Mỹ trắng rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà lúc nào họ cũng là khen ngợi em hết. Vâng. Bởi vì nó Andy là một con người có đạo đức, Andy rất là hiền từ và Andy rất là uy tín. Vâng. Nghĩa là em hẹn người ta 9 giờ là phải 9 giờ xong. Vâng. Không bao giờ em thất hứa với ai hết. Thì những gì em hứa với là đồng hương của mình là em sẽ trồng phượng vĩ, là em sẽ làm cho đến khi nào mà em không còn thở nữa thôi. Vâng. Bởi vì là vô thường. Thế thì bây giờ anh nói với cử tri ngày 5 tháng 11 và bây giờ tất cả các phiếu khiếm gì anh đã gửi về rồi, họ sẽ làm gì để có tên anh vào trong cái lá phiếu, sẽ là người đại diện cho họ ở trong giám đốc, cái chức vụ giám đốc sở vệ sinh môi trường thật. Dạ, thì có hai cách. Cách thứ nhất là cái phiếu gửi về đó thì quý vị thấy là trong cái môi trường sở vệ sinh nó có những cái tên đó, đó. Thì quý vị có thể gặp một trong hai người. Vâng. Dạ. Rồi cái thứ hai đó là mình tới cái chỗ mà họ cho mình cái địa điểm để mà mình bầu đó. Yeah. Mình tới đó mình bầu. Thì mong quý đồng hương là ủng hộ cho Andy để chúng ta có được một thành phố sang và đẹp mà lại là bảo vệ cái nét đặc thù văn hóa của quê hương mình. Thành ra đem lợi ích cho con cháu sau này, nó sẽ hãnh diện bởi vì nó là người Việt Nam, cái nét văn hóa của người Việt Nam mình rất là cao đẹp anh. Vâng. Rất là siêu việt. Thế thì anh vừa mới trình bày là trong cái ballot, tự nhiên cái lá phiếu có hai ô thì anh sẽ nói với cử tri ở đây trong hai ô đó gạch cho ai vào trong cái tên đó, gạch tên người nào vào trong cái hai ô đó. Thì trong cái đó thì em thấy rằng là có hai người quý vị nên bầu. Cái ô thứ nhất là có Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Và cái thứ hai nữa là anh Andy Nguyễn. Dạ, thì hai cái đó là em thấy là ok. À. Dạ. Thế thì tại sao bao nhiêu người anh chọn, anh lại chọn là một mình anh rồi còn thêm một người khác lại làm gì vậy? Bởi vì cái tầm nhìn em nó khác anh. Vâng. Cái tầm nhìn em nhìn tới 5-10 năm mà, chứ không có nhìn ở hiện tại anh. À thế. Dạ, à. Dạ. Thì tự nhiên điều đó anh không có nghĩa rằng là theo thông thường tất cả những người mà ứng cử viên thì người ta nói chỉ bầu cho tôi, yes, gạch vào đó cho tôi thôi. À, thì cái đó mình có thể loại được đối thủ của mình theo tôi nghĩ cái sự hiểu biết về như vậy. Nhưng tôi nghĩ là anh thấy tại sao anh lại muốn có một người đứng với anh để cái mục đích đó, để hay là anh thấy ông đó thị trường rồi anh là anh muốn để vào hay sao? À. Thì em thấy rằng là cái bản thân của em và anh Charlie Nguyễn Minh Chí thì cũng là ok. Dạ. Dạ, cũng là ok. Tại vì em cũng rất là hiểu rõ cái cộng đồng này. Dạ vâng. Muốn gì và họ thích làm gì. Vâng. Và cái mong mỏi của họ là họ muốn như thế nào thì em hiểu rõ, bởi vì mỗi một ngày
khoảng 20 người khách họ tới họ nói này nói kia. Yeah. Thì em rất là hiểu cái cảm xúc cộng đồng. Thế cái điều kiện mà khi anh trở vào một thành viên trong cái hội đồng của Sở Giám đốc Vệ sinh Môi trường này thì anh có quên đi tất cả những cái chuyện quá khứ người này người nọ và anh hướng về một cái tương lai để xây dựng một cái sở vệ sinh môi trường nó tốt đẹp hơn, hay là anh có những cái điều mà có thể nói đầy những gì đã đang xảy ra ở tại cái quận Cam này thưa anh? Thì giống như em nói, mình đến với tấm lòng, mình đến để xây dựng, mình đến trong hòa bình thì em nghĩ không có gì vấn đề đâu anh. Vâng, có chuyện đó hả? Dạ, vâng. Không có vấn đề đâu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi gửi đến tất cả những cái chi tiết và chúng tôi muốn nghe một ứng cử viên thôi, chứ chúng tôi không nghe ứng cử viên với những cái quan điểm nhận định của họ, để chúng ta hy vọng rằng trong tương lai cộng đồng người Việt chúng ta có những người đại diện, có thể nói sau 50 năm rồi quý vị, nửa thế kỷ rồi đâu còn ít nữa đâu, mà bây giờ thì chúng ta cứ tiếp tục lại những cái con đường thế này thế nọ thế kia thì chắc lẽ chúng ta không bao giờ trở thành một cái cộng đồng mà như những gì chúng ta đã mong muốn từ ngày chúng ta quyết định rời khỏi Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và chúng tôi sẽ trở lại phần cuối trong cuộc chương trình. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Và hôm nay khi cái chương trình này đến với quý vị xem trên truyền hình thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta vỏn vẹn chỉ còn có 23 ngày nữa thôi. Và trong lúc đó thì phiếu khiếm diện đã gửi về quý vị. Điều trước tiên chúng tôi hy vọng quý vị hiểu biết nhiều hơn chúng tôi và quý vị sẽ sử dụng cái quyền căn bản của một người công dân Hoa Kỳ, đó là vấn đề bầu cử. Quý vị sẽ sử dụng ngay chính bản thân của quý vị và đặc biệt quý vị đừng có nhờ người nào làm giùm cho quý vị, vì cái đó nó đi ngược lại cái điều căn bản mà chúng ta phải làm với tư cách là một người công dân của Hoa Kỳ. Kế đến, quý vị đừng có để cho ai, nếu quý vị không biết làm cách gì viết vào hay cái nợ quý vị hỏi, nhưng quý vị đừng có để cho ai sử dụng những cái chữ viết và thậm chí chữ ký của quý vị ở trong đó, quý vị cũng nên ký vào cho đừng để nhờ, ngay cả con cháu của quý vị nó cũng không nên làm như vậy, vì cái điều đó có thể cái lá phiếu nó trở ngại về vấn đề pháp lý. Thì bởi quý vị cần phải nên cân nhắc. Và trong quá khứ đến bây giờ thì chắc lại nhiều người đã nói đến có những cái tổ chức, có những họ đi collect những lá phiếu rồi họ tự động để vào. Lẽ nhiên chúng tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ chúng tôi không đề cập đến cái chuyện đó. Nhưng quý vị đừng có để cho cái sự kiện đó nó xảy đến. Bởi thế quý vị và những người trong gia đình, nếu quý vị không hiểu, quý vị hội ý, và bây giờ đã có những cái lá phiếu mà quý vị có thể cho biết rằng là quý vị cần có những cái tiếng Việt ở trong đó, thì chắc là quý vị cũng được tọa nguyện về cái vấn đề đó. Thành quý vị đừng có lo gì. Và một lần nữa, qua cái sự hướng dẫn của Ủy ban bầu cử và qua những cái chương trình như chúng tôi, thì quý vị tự động điều khiển và đừng có để cho ai lấy đi cái quyền hay là tham dự vào cái quyền cá nhân của quý vị. Và hôm nay thì cảm ơn anh Andy Nguyễn, là chúng tôi thay mặt cho đài truyền hình cảm ơn anh với những cái tâm tư của một người miền Nam chất phát. Anh đã nói lên tất cả những cái điều gì anh biết và anh muốn làm. Lẽ nhiên trong tương lai chúng tôi không biết nói chuyện nó như thế nào, nhưng một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh với những cái lòng chân thành. Anh đến đây mục đích là chỉ giúp cho cái cộng đồng người Việt chúng ta mà thôi, thưa anh. Dạ. Và mời anh. Thì cái ước mơ của em là làm sao mà mình có một cái cộng đồng lành mạnh anh. Vâng. Bởi vì khi mà mình đi du lịch á, mình mới thấy rằng cái sức mạnh của cộng đồng. Thí dụ như là người Việt Nam của mình đi khắp nơi trên thế giới là được khi họ khinh, họ không có tôn trọng. Thành ra là mình phải làm sao mà xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng trong cái lá quốc kỳ của mình. Làm sao xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng. Mình phải làm sao mà con rồng cháu tiên của mình nó nổi tiếng cả năm châu bốn bể. Thì mình mới đền đáp cái công ơn của những bậc tiền nhân đã bỏ mình để mà giữ nước và dựng nước. Anh có thể nói với khán giả chúng tôi biết rằng sự kiện hôm nay để chúng tôi có một cái lưu trữ lại, một mai kia nếu có những cái điều đó chúng tôi muốn nói chuyện với anh,
anh có phải trở thành một trong những thành viên dân cử đại diện cho những cái quyền lợi của người dân, hay là có những cái sự liên hệ phe nhóm đảng phái này, nhóm này, nhóm nọ để tạo thêm một cái khối uy lực ở đây không thưa anh? Dạ thưa anh, em thì không có phe nhóm anh. Em là thuộc về chính nghĩa, thuộc về lòng dân, ý dân, thuộc về cộng đồng. Nếu mà những cái người mà, thí dụ như là một chỉ huy của em đi, mà sai, em vẫn phải chỉnh. Và em sẽ không bao giờ nghe cái điều đó, em vẫn phải chống. Bởi vì mình sống một cái đất nước dân chủ mà, mình có quyền. Thế thì trở lại những cái người cử tri, những người ở trong khu vực của anh trong tương lai, nếu có những cái điều gì cần liên lạc, cần liên hệ với anh để nhờ cái sự cố vấn giúp đỡ của anh, ngay cả vấn đề mà họ khó khăn họ đang gặp, liệu anh có hứa với họ, anh sẽ làm việc với họ, anh gặp gỡ với họ với tư cách là như, và anh không lợi dụng cái chức vụ của anh để anh yêu cầu một cái nhu cầu cần thiết nào cho cá nhân anh hoặc cho gia đình anh về qua cái chức vụ đó hay không thưa anh? Dạ thưa anh, không phải là về vấn đề tương lai đâu. Cái quá khứ và hiện tại em đã giúp dân mình rất là nhiều, cộng đồng mình rất là nhiều, thậm chí cả có những lá thư gửi về họ không hiểu tiếng Anh, họ cũng nhờ, rồi thậm chí cả là họ gặp những vấn đề gia đình, họ cũng nhờ giả em giúp. Rồi gần đây á, là chính phủ có một cái đề tài gọi là sửa máy lạnh, sửa cái máy lạnh xe hơi AC condition á. Thì họ sẽ có cái quỹ để cho những gia đình nghèo á được sửa cái máy lạnh được miễn phí. Thì em cũng giúp cho họ làm đơn này nọ kia, rồi tất cả hầu như là người Việt, đồng bào của mình, đồng hương của mình nhờ tụi em giúp rất là nhiều. Không phải chỉ là mình đắc cử hay không đắc cử. Bởi vì trong 40 năm qua và 30 năm qua mà ở tại Bosa đó, là em làm rất là nhiều cho cộng đồng ở đây. Thế qua những cái câu chuyện mà chúng tôi vừa gặp gỡ anh, qua những lần trao đổi nói chuyện với anh, thì anh có một cái những cái lời phát biểu nó có vẻ về tính cách tôn giáo nhiều hơn. Con người anh chú trọng đến, anh qua được cái quá khứ, anh có cái ảnh hưởng về vấn đề tôn giáo, đặc biệt như là Phật giáo. Thế thì trong cái vai trò một người đại diện cho cái sở vệ sinh môi trường này, anh chỉ lấy những cái tiêu chuẩn của Phật giáo, hay là anh sẽ đưa ra tất cả những cái điều công bằng với nhau, làm sao để mọi tôn giáo đều được bình đẳng với nhau, hay là với tư cách là anh đại diện thì anh quan tâm đến vấn đề Phật giáo nhiều hơn hay sao? Dạ em thì không có nghĩ rằng là quan tâm tha thiết về những đề Phật giáo, nhưng mà em nghĩ rằng trên cái thế giới này, cái tôn giáo mà đem tình thương đến mọi người, không gây chiến tranh, không gây đổ máu, thì chỉ có Phật giáo thôi. Dạ vâng. Thì người Phật giáo đi đến đâu là đem vui và bớt khổ, cứu với khổ thôi, không thọc mạch, không gây chiến, không hận thù, không có tan tóc, không có đem đến cái nỗi đau cho nhân loại, mà lúc nào đi đến đâu là đều phải ban vui và cứu khổ. Ví dụ như là hôm vừa rồi có những cái trận bão cuồng, thì tụi em cũng dấn thân, và không phải ở nước nhà mà còn ở đây bên Florida cũng phải dấn thân. Thành ra là mình đem hết cái đạo đức của mình làm đi, thì khi mà mình sống á, mà mình dấn thân, mình làm những điều đạo đức, anh chết anh bình an lắm, khi ra đi anh bình an lắm. Và anh còn biết là thế giới nào anh đến, anh tin không? Và cái đó thì còn quá xa để không biết được. Bởi vì đạo Phật có cái là cái môn thiền định á. Là thiền định giúp cho người ta soi được hết tất cả các kiếp quá khứ và hiện tại. Và làm cho cái tâm hồn của mình thanh thản, và làm cho cái lòng từ bi của mình nó lan tỏa ra. Cũng giống như ánh mặt trời vậy đó, nó chiếu sáng cả trái đất này. Thế thì trong tương lai anh trở thành một trong những thành viên dân cử ở đây, thì chắc anh cũng biết rồi, ra đi chúng ta đã bỏ lại tất cả những cái quá khứ mà chúng ta không có thể chấp nhận được, nghĩa là họ cái điều mà chúng tôi muốn nói đến cái vai trò chính trị. Thế mai mốt anh trở thành một trong những vị giám đốc sở vệ sinh môi trường, thế thì những cái công việc cứu trợ ở tại Việt Nam, trong những cái việc liên hệ, anh có cắt đứt đây hay là anh vẫn tiếp tục làm trong cái tinh thần của một người xa xứ như anh? Em vẫn làm tinh thần theo cái kiểu humanity, có nghĩa là cái nhân đạo. Thậm chí cũng có một vài người họ đánh phá, nhưng mà mình không quan tâm anh. Bởi vì mình nghĩ rằng cái đó là đúng, cái đó là không có làm mà lỗi đạo. Mình làm thôi. Chứ còn bây giờ trên cuộc đời này, mình làm cái gì mà khi người ta ghét rồi á, sách có câu là thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau bồ hòn cũng méo. Bây giờ người ta ghét mình cỡ nào đi nữa, người ta cũng phê phán mình thôi. Thì gắng cố gắng làm sao để mình đừng được ghét. Thế thì trở lại ở đây có một cái sự kiện mà lại nhìn cái đó là cá nhân của mọi người, thì ai thích cái gì làm cái đó. Nhưng chúng tôi cũng muốn đề cập đến vấn đề này. Có nhiều người đi họp hành thì luôn luôn cứ thay cờ vàng ba sọc đỏ luôn luôn vậy. Nhưng mà nếu mà anh trong tương lai anh đi họp rồi anh cũng sử dụng cái đó hay không? Hay là cái đó không phải là một cái vấn đề quan trọng đối với anh nhiều? Thật sự cái hình hài nó không có chân thật anh. Chân thật từ cái trái tim của anh. Từ cái đối đãi với đồng bào, đối với cộng đồng, từ cái cách anh
sự thế. Chứ em thấy ở đây là có nhiều người cái hình tướng nhiều, mà cái hình tướng thì nó không có được chân thật. Vâng, cảm ơn anh Andy đã cùng đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Rất tiếc thì giờ chúng tôi không có nhiều, thành nó có thể để có cơ hội để trao đổi với anh rất nhiều. Và những phút còn lại chúng tôi muốn dành cho anh để anh nói với những điều tâm sự của anh cùng với cử tri sẽ tín nhiệm anh trong những ngày tháng tới đây, thưa anh. Dạ, thì Andy cũng mong mỏi rằng là quý đồng hương, quý vị hãy nên bỏ cái tâm tư của mình để mà mình kiểm soát tất cả những cái người mà ứng cử viên về cái đức độ của họ, về tài năng của họ, về cái sự tầm nhìn của họ, về cái tài lãnh đạo của họ, về cái tấm lòng bao la của họ, bao dung của họ, thì quý vị hãy bầu. Chứ nếu không, vô tình chúng ta lại làm xáo trộn cả cộng đồng và làm tai tiếng cho da vàng máu đỏ, dòng máu lạc hồng của mình, thì nó là một chuyện rất đáng buồn. Thành ra là mong mỗi quý đồng hương hãy nên kỹ, suy nghĩ cho kỹ và nhìn cho kỹ, hiểu cho kỹ trước khi chúng ta đi bầu một đối tượng mà chúng ta muốn bầu. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, đến ngày mùng 5 tháng 11 là một trong những ngày quyết định tất cả những kết quả bầu cử từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng cơ sở của Hoa Kỳ này. Chúng ta sẽ đi bầu ngày mùng 5 tháng 11 tới đây, gồm có những chức vụ như là Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ của tiểu bang chúng ta, dân biểu liên bang của cái địa hạt chúng ta đang sống, dân biểu thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang chúng ta đang sống, dân biểu tại cái đơn vị mà tiểu bang chúng ta đang cần có người đại diện, và nhiều cái chức vụ, và đặc biệt nhất là thị trưởng cho đến nghị viên, và đặc biệt nhất chúng ta đừng quên cái chức vụ là giám đốc sở vệ sinh môi trường. Và có thể đây cũng là một chức vụ mà hôm nay có anh Andy Nguyễn ở đây, thì theo những cái lời trình bày của anh Andy Nguyễn, hy vọng là chúng ta sẽ có những người có thể nói có thi tâm để phục vụ cho chủng lòng chúng ta trong tương lai. Có một điều quý vị cần nhớ, nhớ đi bầu, nhớ sử dụng cái quyền bầu cử của quý vị để chúng ta có thể đạt được những cái niềm hy vọng mà chúng ta đang mong ước. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của đài chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn anh Andy và xin anh gửi lời chào khán giả. Anh xin chào quý khán giả của đài Sài Gòn Entertainment TV và chào anh Đoàn Trọng.